Mình là Dũng, rất vui được gặp lại anh em tại kênh YouTube của Chu Vi Hightension. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề hoàn toàn mới. Để tạo được những kiểu tóc nam đẹp, bên cạnh yếu tố con người thì những vật dụng sẽ đóng góp vai trò vô cùng quan trọng. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều những vật dụng giúp các bạn hỗ trợ trong việc tạo kiểu. Nhưng hôm nay mình sẽ đề cập với các bạn hai loại vật dụng vô cùng quan trọng. Đó là lược và máy sấy. Hãy cùng mình theo dõi video này nhé. Vật dụng đầu tiên, máy sấy tóc. Chiếc máy sấy đầu tiên được sáng chế và sử dụng từ những năm 1980 tại Pháp. Sau gần 2 thế kỷ thì máy sấy đã được cải tiến rất nhiều và trở nên phổ biến khắp thế giới. Máy sấy không chỉ giúp cho việc sấy khô mà chúng ta có thể định hình được mái tóc. Nên sử dụng những dòng máy sấy có công suất 2000 đến 2300 W để đảm bảo cho việc sấy khô và tạo kiểu dễ dàng hơn. Chiếc máy sấy thường có hai nút điều khiển, đó là tốc độ gió và nhiệt độ. Một số loại tân tiến hơn thì có thêm nút hạ nhiệt nhanh để phục vụ cho nhiều mục đích. Khi sấy, chúng ta nên đảo chiều luồng tóc liên tục. Tay trái đi tới đâu, tay phải cầm máy sấy vào phần tóc hoặc ngược lại cho tới khi tóc khô. Khoảng cách sấy khô tóc rơi vào 15 đến 20 cm. Mình có một vài lưu ý dành cho các bạn khi sấy tóc. Không nên sấy ở nhiệt độ quá cao sẽ dẫn đến hư tổn tóc. Nên xịt dưỡng glycerin để bảo vệ tóc trước nhiệt độ của máy sấy. Nói đến lược thì có lẽ đây là vật dụng có lịch sử lâu nhất trong ngành tóc với hơn 5.000 năm. Sau từng ấy năm, có rất nhiều loại lược khác nhau, mục đích sử dụng của các lược cũng khác nhau. Trong video này, mình sẽ chỉ ra cho các bạn một số loại lược như lược thẳng, lược bán nguyệt, lược tròn, lược aprobic. Lược thẳng chắc chắn không còn xa lạ với các bạn. Chúng ta có thể sử dụng lược thẳng để sấy phồng cho những mái tóc ngắn bằng cách kết hợp với máy sấy, sấy ngược chiều tóc hoặc sử dụng để chia ngôi khi tạo kiểu. Tiếp theo, mình sẽ sấy tạo kiểu với lược bán nguyệt. Loại lược này được sử dụng để tạo độ phồng cho mái tóc có độ dài trung bình. Sau khi đã xịt dưỡng glycerin và sấy còn độ ẩm 70% thì chúng ta sử dụng lược bán nguyệt để sấy phồng. Chia từng lớp mỏng để lược được đan vào tóc, giúp vẻ cong sợi tóc và dễ dàng tạo kiểu hơn. Lên quay mỏ vịt của máy sấy làm ngang so với tay cầm để cho các bạn dễ dàng sử dụng và nhiệt máy sấy đi đều vào tóc. Nếu như lược bán nguyệt tạo độ phồng cho tóc thì lược tròn lại có tác dụng làm xoăn nhẹ để cho mái tóc được bồng bềnh và lãng tử hơn. Các bạn chia từng lớp tóc mỏng, tay vê tròn theo cán lược để các sợi tóc được liên kết với lược, cộng thêm nhiệt độ của máy sấy để các sợi tóc hơi xoăn nhẹ. Cách tạo kiểu bằng lược tròn thì cần phải luyện tập nhiều lần để các thao tác được thành thạo hơn. Lược aprobic không chỉ sử dụng những kiểu đầu trải pomade bóng bẩy sang trọng mà còn được dùng để gảy những lọn tóc siêu xoăn của kiểu tóc brem knot. Việc sử dụng lược giúp mái tóc xoăn brem knot có độ phồng và giúp chúng ta sấy nhanh hơn và tạo kiểu dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, kiểu đầu này phải dùng đến loa sấy để gió và nhiệt của máy sấy tỏa đều hơn. Tới đây, video của mình đã kết thúc. Nếu các bạn thích video này, hãy cho mình một like, một subscribe và đừng quên nhấn nút chuông để nhận thông báo những video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào!